nay làm được ba bài ngon lành hôm nay à, tại vì hôm bữa mình đã làm hết toàn bộ với cái đề của à, lớp quý Đôn rồi à, đề giữa kỳ lớp quy Đôn làm hết rồi cho nên à, chẳng có bài tập rồi tiết gì hết cho nên quất luôn quất luôn nào bài một vẽ hình gió ba bài đơn giản ba bài à, rất là quen thuộc quen thuộc quen thuộc come on. ôi giờ ơi, hỏi bài hài hước vậy hỏi bài mày phải inbox tao chứ tự nhiên tao inbox mày chi <laughs> à, hôm bữa chú nhật làm được bài kia chưa nhật làm được bài kia chưa, hồi nãy tao đang làm việc tự nhiên tao lé lên trong đầu là ôi rồi hôm bữa thằng nhật nó đang nó hỏi cái bài phương trình giải phương trình làm được chưa bài kia chưa? rồi đúng không chia xuống vậy đúng không hay là quy đồng sống được hết à, quy đồng sống được hết ok ok tuyệt vời What xe bằng DC là quỷ yêu gì vậy? Về ở cách vậy? CE bằng DC. CE bằng DC. Trong bài này à? Không rồi, chắc chắn là không rồi tại vì tam giác ABC đâu có cân đâu. Là sao tôi bây càng ngày tôi bây càng nói chuyện tôi không tôi không hiểu giống như là tôi đang tôi là người hành uh, ngoài hành tinh đó mày ơi. Thì tình là sao? Uh, không phải cách làm bài. Mà chỉ hỏi cách làm thôi. What? là sao chẳng hiểu. Nào. Quất tam giác vô dùng cái. Come on. Đâu. ghê là nhiễm ai à, quên uh, thư thư làm xong uh, cái uh, làm tới làm làm tới cô B luôn rồi đó, hả? gạch nha. À, cũng dễ mà, đâu khó đâu. AD và BE là hai đường cao. À, câu A, câu A với câu B, câu A là một câu rất là căn bản câu A là căn bản từ hồi lớp uh, 8 ấy, nằm ngoài ấy. Rất căn bản Ở đâu rồi Nhớ quất vuông góc cho bây ơi Rồi, tam giác CDE đồng dạng với tam giác CAB quá dễ đúng không? Mình chỉ cần đi uh, uh, chứng minh các góc cặn thôi à, Ai không nhớ này thì uh, uh, Ôn lại tí ECD cân Đâu ECD đâu cân đâu ECD không cân ECD không có cân Rõ ràng là làm các góc cặn Tại vì uh, Hai tam giác CDE với tam giác ABC Nó lồng vào nhau à, Thường thường lồng vào nhau mà không có góc vuông Thì chắc chắn là làm các góc cặn luôn Không thể nào mà, bài, mà, mà, mà làm góc góc được Chắc chắn phần trăm luôn mà nếu mà ống cạnh đó thì nhớ ghi cái uh, tam giác ra à, à, nhớ xếp định và đi uh, ghi cập uh, cặp cạnh tỷ lệ à, nháp này nháp ra phát nháp ra phát tam giác lúc nào làm cặp ống cạnh mới đúng phải ghi cái tam giác ra có nghĩa là nháp ra ấy tam giác cde đồng dạng đồng dạng với tam giác à, uh, nó bị uh, chéo đỉnh đó mấy ơi C D rồi đến E thì con D này là con D là nó sẽ ứng với con A nó bị chéo C đến D rồi vậy C là sẽ đến A không? C A B ok nó bị chéo đỉnh đấy C uh, A B đấy uh, cặp cạnh tỷ lệ xoay quanh cặp cạnh tỷ lệ xoay quanh đỉnh chung là đỉnh C là cạnh C D chia cho uh, ca bằng với là ce uh, C ce chia cho cb đấy phải chứng minh cái này đúng không mà chứng minh này quá dễ chứng minh bằng tam giác đồng dạng cặp tam giác đó chính là cda với lại tam giác ceb ok không cda với ceb thì chắc chắn là góc góc rồi đó, đấy bắt đầu đi dạy nè đó, bắt đầu đi dạy nè nháp đã rồi đi dạy này đi xét cả tam giác vuông trước nào không đồng ý không trời ơi cái này nó quá là cực kỳ là quen thuộc luôn c D, A và tam giác c A, B. có hai cặp góc bằng nhau nào góc góc nào nhỉ góc c góc chung ecd Thứ hai là góc gì? Góc vuông E DA bằng với góc CEB. Đấy, ta vì cũng bằng 90. Quá quen thuộc. Đúng mấy không? Từ đó mình sẽ suy ra hai cặp à, hai cặp à, cặp tam giác nó sẽ đồng dạng với nhau. Nhớ uh, xác định vô. Uh, tam giác C, D, A, đồng dạng, đồng dạng với tam giác C là đỉnh chung này, C trùng C này, đúng không? Đỉnh D ở đây, lấy chữ ở giữa bây giờ, đỉnh D này trùng với đỉnh E nè, đúng không? D trùng với E, vậy bên đây sẽ là E này, vậy là C, B luôn, góc, góc, từ đó suy ra cặp cạnh à, à, tỷ lệ đồng dạng, đúng không? Suy ra tỷ lệ đồng dạng. Từ đầu đồng dạng là CD chia cho Nhớ suy ra hết dùm nha CD chia CE Bằng với CA Chia cho CB Bằng với DA DA chia EB Lấy này mà làm Lấy cục này mà làm làm với hai tam giác CDE và tam giác CAB. Quá là cạnh góc cạnh luôn cực kỳ cạnh góc cạnh luôn tam giác CDE và tam giác CAB có hai à, à, góc chung là một với lại cặp cạnh tương tỷ lệ ở hai thứ hai thứ góc chung nào góc chung là góc à, góc đỉnh C luôn rõ ràng góc đỉnh C là góc chung luôn ECD, đấy một cái. Thứ hai là gì đây? Cặp cạnh tương ứng thì lệ lôi kê xuống, lôi cái trên xuống. CD chia CE bằng với CA chia cho CB. Đấy, cái này chứng minh trên. Quá là quen thuộc đúng không? Từ đó phản. tam giác CDE đồng dạng với tam giác CAB mình đã xếp đường hồi nãy rồi đúng không cặp góc cặp một cái rồi còn gì nữa cục B Cô B chứng minh DE bằng với AB nhân cos C. Úi giời ơi, có góc C, có, góc C, có C, góc C, góc C góc này này. Đấy, hay chưa? Dễ mới được. Ôi giờ kiểm tra toán dễ mà bay, kiểm tra toán, kiểm tra kiểm tra cái gì quên rồi. Căn kết thôi, quá lắm có phương trình căn. Rồi à, à, nếu mà kiểm tra hình thì kiểm tra hệ lượng với lại à, xin có tăng thôi Mày mẹ mạng lắc không kiểm tra được chịu thật Tiếp quá à, nè Tiếp nè ok tết nè de bằng với ab nhân với cos c vậy đúng không à, nè mấy đứa để ý này chỗ này nè chỗ này có de nè chỗ này có ab này đấy thấy không nghĩa là từ đây là mình có thể đi suy ra tỷ lệ tỷ lệ đồng dạng đúng không từ đây suy ra tỷ lệ đồng dạng liên quan đến DE với lại à, à, AB, đó này đúng không? suy nhá, suy nhá, ta có, ta có này, tỷ lệ đồng dạng thôi. À, tỷ lệ đồng dạng từ thằng đó là CD chia cho AC bằng với à, CE chia cho CB bằng với DE chia cho AB, đấy. Ok giờ thấy không? Lòi ra DE với AB rồi thấy không? Cái này tại vì tam giác đúng không? Phải có lý do đàng hoàng, lý do đàng hoàng. Tại vì tam giác CDE đồng dạng với tam giác à, uh, CAB. Đấy, ok chưa? Rồi thêm cái nè, đây. Mấy đứa có thấy không? DE với AB như vậy nha. Rồi bây giờ mình bóc một trong hai cái này mình làm Ví dụ mình bóc CE với CB đâu CE đâu CE là bạn này nè Đây CE này CB đâu CB đoạn lớn này nè Thấy không chưa Rồi bây CE chia CB có thấy không CE chia CB thì mình có thể ráp hai thằng đó vào tam giác vuông nào <laughs> Tại vì sao mình lại nghĩ ra cái ý tưởng là ráp vào tam giác vuông Tại vì chỗ này là có C mà đó À, Chỗ này là cos góc C Bây đồng ý không? Nếu như mà cos góc C á, thì mình phải muốn có nghĩa là muốn muốn đẻ ra có cốc xe thì mình phải đưa nó vào một tam giác và tam giác là tam giác vuông ok em nhỉ à, thì cos là bằng kề chia huyền đúng không đó vậy bây giờ lấy đại đi lấy đại ce với cb thôi đúng không ce với cb là rõ ràng tam giác ebc à, tuyệt vời chưa tuyệt vời không ebc mà trong cái tam giác ecb nè thì cos góc C này, cos góc C này chính là bằng kề kề là gì? Kề là EAC đây. À, <laughs> ok chưa? Yeah. Huyền là gì? Huyền là BC đây. Hai rõ là không? Vậy tự nhiên chỗ này nó trở thành cos góc C luôn. À, chỗ này trở thành cos C luôn. Hay không? Vậy bây giờ mình chỉ cần chính thức hóa nó bằng cách ghi ra thôi. À, bằng cách đi xét, đi xét tam giác. À, mình thấy rồi thì mình cứ chính thức hóa nó bằng cách đi xét thôi sẽ tam giác ABC e, vuông vuông tại E có thì rõ ràng á rõ ràng là trong tam giác vuông này sẽ có cos của góc C cái đề á mới đứa cái đề mà ghi là góc C như vậy á à, nhưng mà tốt nhất tốt nhất là mấy đứa nên ghi góc ba chữ à nó ghi góc C kệ đó nó. nó ghi góc C kệ đó nhưng mà tốt nhất mình vẫn nên ghi góc ba chữ ok không à, là tốt nhất À, còn nói thật đó là còn tùy vào giáo viên nữa à, có người thích ghi góc một chữ người ghi góc thích công ghi góc ba chữ có người ghi góc uh, ghi góc số lum la à, nhưng mà tốt nhất ghi góc ba chữ chẳng ai nói gì mà được hết góc ecb có góc ecb là bằng à, bằng bằng kề kề là đoạn ec chia cho huyền là đoạn bc ok không? À? Đấy. Nó làm chưa? Nó làm chưa? EC chia cho BC. Thì bây giờ mình sẽ đi thế cái cos của góc ACB lên trên đây. Đấy là tự nhiên mình sẽ đẻ ra là thằng này nó bằng cos của góc ACB. Đấy, đồng ý không? Từ đó suy ra suy ra luôn, suy thế luôn. Thế thằng lên trên kia luôn. Đâu? Vậy là mình sẽ có DE chia cho AB là bằng với cos của góc ACB. Đấy. Bây giờ đơn giản mình làm một cái công việc là nhân chéo lên là xong. Đúng không? Bây giờ chỉ việc nhân chéo lên là ngon thề luôn. Lấy con AB nhân chéo lên trên kia thì mình sẽ có DE bằng với AB nhân cos của C. À, à nhân cos góc ECB chứ, ECB. Xong rồi. Ok. Được chưa? thể thế thôi, thế thôi, không, không khó, đó là không khó đúng không? rồi, Xe luôn nha, không nói chung là bài này mới đứa làm rồi nè, Đấy. không tin đó, bay thử uh, moi lại mấy clip mà, mà dạng uh, mấy mấy cái like lần trước coi, chắc chắn là mình đã làm rồi bài này luôn, chỉ là mình phải ôn lại một tí thôi mình chỉ cần ôn lại một tí thôi là ngon lành xe nhá của xe chứng minh 4 điểm CDEH cùng thuộc một đường tròn đây 4 điểm một đây hai đây ba đây bốn đây ai còn nhớ phương pháp chứng minh 4 điểm cùng thuộc một đường tròn là thế nào ai còn nhớ ôi giời ơi nhớ được là tốt lắm ấy không dở nào tuyệt vời đúng rồi không mấy đứa hứa luôn mấy đứa khi mà mấy đứa chỉ cần nhớ phương pháp làm là mấy đứa sẽ làm bài được bài nào gần như bài nào mới làm được hết 90 90 phần trăm nó cả các bài đều làm được hết không? à phương pháp đi tìm à đi chứng minh 4 điểm hoặc 5 điểm hoặc 6 điểm thậm chí 10 điểm luôn ha à, cùng thuộc một đường tròn thì mình sẽ đi tìm những tam giác vuông có cùng cạnh huyền được chưa nha nhớ nha à Nhớ đấy Đi tìm những tam giác vuông có cùng cạnh huyền Mà đây có 4 điểm thôi Cho nên mình chỉ cần tìm hai tam giác là đủ rồi Ok chưa? Rồi Bây giờ tìm thử coi Nhét Trong 4 điểm CDEH Lựa ra 3 điểm Thành lập nên một tam giác vuông Tam giác nào vậy? Đó, tam giác nào vậy mới được Tam giác nào? Có nắm, có nắm được cái hướng đi không? Trong 4 điểm CDEH lôi ra ba điểm để nó thành lập nên một tam giác vuông đó là tam giác nào CDE C Ui, trời ơi, CDE làm sao mà vuông dẫn hoài CDE sao vuông nổi CDE nãy mình mới chứng minh đồng dạng với tam giác ABC mà ABC là nhọn mà làm sao mà vuông đồng dạng với nhọn được no, không phải CDE tam giác nào vậy What DEH trời ơi mẹ ơi tụi bay thì tụi bay nhìn hình kiểu gì biết d -E -H mà vuông tao cũng chịu bay luôn nó thiệt á trời ơi mắt sau đây trong hết rồi à, à mắt sau đây trong hết rồi à hdc đúng rồi có hdc ôi trời ơi hdc vuông này rõ ràng nối nó hdc lại đấy rồi tự nhiên nó cũng ra cái tam giác hec trên đây luôn hai tam giác mà được tam giác H E C đây này tam giác này này tam giác này là bay đấy tam giác màu vàng 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 này, này được chưa với tam giác dưới đây này màu gì bây giờ trắng đi màu trắng không được đỏ đây tam giác màu vàng với tam giác màu đỏ này thấy không được chưa rõ là hai tam giác vuông nha ok không nào tam giác HEC với tam giác Hdc HEC trước nha làm từ trên xuống dưới tam giác HEC vuông khi tam giác này vuông tại E à thì mình được quyền suy ra Ui. được quyền suy ra ba đỉnh HEC nó sẽ cùng thuộc một đường tròn được không nhỉ lúc nào cũng được suy ra đó, lúc nào cũng được suy ra như vậy hết, vuông mà, Đúng không, ba điểm h, e và c sẽ cùng thuộc một đường tròn, à, thuộc đường tròn, một đường tròn gì, tất nhiên là một đường tròn rồi, chẳng lẽ thuộc hai đường tròn? Đường tròn này sẽ có đường kính là cạnh huyền, nhớ nhé, lúc nào đường kính là cạnh huyền hết, đường tròn, đường kính, cạnh huyền là cạnh nào? vuông tại e thì cạnh huyền là cạnh hc Wow. ok ra yeah. Test y chang như vậy y chang như vậy tam giác hdc vuông vuông tại uh, tại d Đấy. thì mình có quyền suy ra ba đỉnh một một lần nữa nhé ba đỉnh của tam giác đó cùng thuộc đường tròn có đường tính là cạnh huyền đó Đâu. Uh, hdc h này, d này, c này cùng thuộc đường tròn, đường kính là hc đồng ý không? Tại vì vuông tại d thì cạnh huyền là cạnh hc quá rõ ràng luôn đó. À, vậy ba điểm này hec cùng thuộc đường tròn có đường kính là cạnh huyền à, là hc. Ba điểm hdc cũng thuộc đường tròn có đường kính là hc luôn à, vậy từ đây à, ví dụ như là mình đánh này là số uh, số 2 đi à, còn trên đây là số 1 đi Đấy, từ 1 và 2 là mình sẽ suy ra được cái gì suy ra 4 điểm <laughs> đúng không suy ra 4 điểm cái gì nữa suy ra 4 điểm h là một này e là hai này c là ba này và d là 4 này sẽ cùng thuộc cùng thuộc đường tròn đường kính là thằng HC xong đấy Đó không rất dễ rồi nhìn vào hình là biết ngay là tam giác HEC với tam giác HDC là à, hai tam giác vuông rồi rõ ràng quá rồi rồi tiếp tục nào À, còn một ý đó là tìm tâm của đường tròn đó. Tâm là tâm đường tròn này nào mới đó. Đường tròn này là đường tròn này gọi là đường tròn ngoại tiếp hai tam giác HEC với lại HDC. À. H đây. Đấy. Ai còn nhớ cách tìm tâm? Ai còn nhớ cách tìm tâm chỗ này? Đó. Tìm tâm chỗ này là tâm đường tròn ai còn nhớ cách tìm tâm? một vòng một ai nhớ nào thật ra đâu mình nhớ đâu trời nó hiện rõ ở trên ở trên bài mình rồi đúng không có gì đâu mà nó giấu diễn đâu tìm tâm đường tròn này bao dễ luôn đúng không trời ơi nè tay mình ghi tay tay bay ghi nè tay mình ghi là đường tròn đường kính hc đúng không À, có nghĩa là hc là đường kính của đường tròn đó và ghi tâm của đường tròn đó ở đâu tâm của đường tròn đó chính là trung điểm của hc đồng ý không nó làm chưa chắc chắn luôn bảo đảm đúng không? một đường tròn có đường kính là hc thì tâm của đường tròn đó phải là trung điểm của đường kính lúc nào cũng vậy hết lúc nào cũng vậy vậy muốn tìm tâm đường tròn gì thì gọi vô ví dụ như mình gọi một điểm y đây là trung điểm của con đường kính HC. Phải không? Vậy chắc chắn 100% luôn. Cái điểm Y đó sẽ là tâm của đường tròn. Đơn giản. À, suy ra. Suy thẳng. Y. Y là tâm của đường tròn đó. Xong. À thôi, đường tròn đó chẳng có rõ ràng. Đường tròn, đường kính HC đây đường tròn đường kính hc cuối Đấy. xong bài ok không đúng rồi tâm đường tròn là tâm là, trung điểm của 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 đường kính là hợp lý rồi nhá dễ nhá nhớ phương pháp bây ơi đi chứng minh 4 điểm hoặc 5 điểm cùng thuộc một đường tròn thì hiện bây giờ, à, tầm này là mấy đứa sẽ có một phương pháp duy nhất thôi là đi tìm hai hoặc là ba tam giác vuông có cùng cạnh huyền nhớ làm ơn phải có cùng cạnh huyền, ok và tâm của đường tròn đó chính là trung điểm của cái đường kính hoặc là nói khác đi là trung điểm của cạnh huyền, ok Đẹp nha. Bài hai nha. Dễ mà. Đúng không? Bài 2. Quốc bài 2 cho bài ơi. Bài 2 gọi O là trung điểm đoạn thẳng AB. À, quốc vô đoạn thẳng AB hả? Này đoạn thẳng AB. Đấy. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB đó. À, Vậy thì thôi mình sẽ chọn là vẽ lên trên mới được à, Nghĩa là sao? Nghĩa là cái cái đoạn thẳng AB này nó chia mặt phẳng nó làm hai nửa Thì à, mình phải vẽ cùng nửa Cùng một nửa thôi Cho nên thôi mình sẽ thống nhất với nhau là mình sẽ vẽ lên trên Đó nhá AXBI cùng vuông góc với AB à, Vẽ hai con vuông góc lên thế thôi Này thì vuông góc này này đi vuông góc này. Đấy, AXBI. Ok. Sao? Trên AXBI lần lượt lấy C và D sao cho COD bằng 90 độ. Ôi giời ơi. Vậy ví dụ như mình lấy C ở đây đi. Đấy, lấy đại. <laughs> Con đầu tiên mình sẽ lấy đại nhá C. Lấy C ở đây, rồi nối CO vô. Xong rồi mình vẽ D bên đây làm sao để mà góc này bằng 90 độ thế thôi đơn giản xe này ô này Đấy. Bây giờ vẽ 90 độ lên đây Ok không? Vẽ 90 độ lên đây nhá à, Được rồi, 90 độ à, Ủa mình, mình có... mình có thước mà Tại sao mình không vẽ bằng thước ta đâu rồi Trời ơi Lấy này vẽ vậy Ghê ôm Bạn nha Và chính xác cho bà ơi Đấy Chỉ mời. Đây. COD 90 đây. Kịch. Kịch. Nó là. Chứng minh. CO ở minh giác. CO ở minh giác. Góc CAD. C. A. D. định vậy ghê chúng mình sao ta ô là trung điểm của ab nhá chỗ này vuông góc này vuông góc này à có a nào sao tiêu vân giác của góc xe nào Đấy, thoải mái chưa? Chứng minh phân giác thì ai cũng biết là chứng minh uh, hai góc bằng nhau rồi, đúng không? Tao nói thiệt đứa nào mà không nhớ chứng minh phân giác mà chứng minh hai góc bằng nhau tao chịu luôn. Góc này bằng góc này. Mình cần phải chứng minh hai góc này bằng nhau. Rõ ràng chưa? Rõ ràng như là ban ngày vậy. À, đấy, chứng minh hai góc là bằng nhau. Come on. Nghĩ coi, ngồi nghĩ tí coi. <laughs> Thôi rồi, ý nha nói <laughs> không nói thiệt nói thiệt là bài bài này mà nếu mà mấy đứa chưa bao giờ làm là mấy đứa khó làm lắm là ông nội đây mấy đứa suy nghĩ trên nền tảng như vậy này này đây. đây là cái này này bây giờ mình sẽ đi lấy trung điểm của CD là điểm mà uh, mà hình như nó có đúng không ta à chưa có điểm Y trên đây đi Đó, điểm Y trên đây là nối vô lại luôn lấy Y là trung điểm của CD Rồi Đấy. Không biết còn ai nhớ cái thứ đó không Tại vì cái thứ đó Làm ít quá Hồi đó mình làm ít quá Có ai nhớ cái thứ đó không Hay vậy Ok Thấy được hình thang là rất tốt nha Thật đó Mình có một cái hình thang A C D B Đúng không A C D B ACDB nhưng mà thấy xa hơn một tí nữa được không? Dừng ở hình thang chưa đủ. À, hình thang dễ lắm mấy đứa, không? ACDB chứng minh hình thang rất dễ, chỉ cần đi chứng minh ce song song với DB là xong. Quá dễ, cùng vuông góc, không? Thầy luôn á làm được hết. Suy ra hình thang đơn giản thôi nhưng mà thấy xa hơn một tí nào. quá chữ U, chữ U, đâu, chữ U là trong phía chứ sao đồng vậy được? Vuông góc thì sao? Ừ thì hình thang vuông hình thang vuông thì sao Canh cân cái con khỉ Sao mà cân được nhìn hình thang chẳng cân tí nào hết Hình thang vuông mà vuông tại A vuông tại B ấy Nhưng mà nhìn xa ra một tí nào Bay chưa bay chưa nhìn được cái thằng OI gì hết Xin hỏi OI gọi là gì vậy? Còn ai nhớ OI gọi là cái gì không Tuyệt vời Hay lắm Tuấn đâu hệ quả dưới nhật à, ôi rồi ghê nhở, thấy được hệ quả dưới nhật là ghê lắm không giỡn đâu đường trung bình, đúng rồi io gọi là đường trung bình bay, tốt rất tốt, à, này á tổng kết lại tí nè, không à, thấy vậy trời ơi nếu mà đi kiểm tra mà lớp mình á, ngồi một cục với nhau rồi kết hợp với nhau thì tự nhiên nó sẽ ra bài bây ơi này bay đầu tiên là mình có AC song song với DB tất nhiên phải chứng minh vào à, và chứng minh cái thứ đó rất dễ cùng vuông góc khi mà tụi nó song song với nhau thì mình sẽ có à, ACDB là hình thang OK khi ACDB là hình thang rồi thì rõ ràng hai cạnh song song với nhau là hai cạnh đáy mấy mày đó còn cạnh AB và cạnh CD này được gọi là cạnh bên của hình thang cạnh bên của hình thang mà khi mà mình lấy trung điểm của hai cạnh bên của hình thang á thì tự nhiên mình có io này là gọi là đường trung bình của hình thang rồi chưa khi đường trung bình của hình thang thì tự nhiên nó phải song song với hai cạnh đáy ac và bd cực kỳ đơn giản thế rồi Được không io song song với ac với bd đấy quốc vô đi chỗ này song song với nhau này à song song nha ok chưa rồi nghĩ thêm một tí nữa coi, nghĩ thêm một tí nữa coi, mình cần chứng minh hai góc này bằng nhau. Tất nhiên phải đi tìm góc chung gian. Góc chung gian là góc gì vậy? À, hồi nãy cô Quýt có nói rằng, cô Quýt có nói rằng hệ quả hình chữ nhật. Đúng. Trong bài này phải sử dụng hệ quả hình chữ nhật. Ai tìm dùm coi? góc thứ ba trung gian là góc gì nó bằng hai góc này cho ba chữ nào cho ba chữ cái nào à, chữ y có một chữ y à hay quá ioc ioc quá hay Tại sao nghĩ đến IOC nghe bây đó Mình đang làm đến Cái thứ liên quan đến góc Đúng không Mà mình lại có song song nữa bây giờ Ok không bây, bây phải kết nối cái cái thứ mình có lại Nhớ nhá Phải biết kết nối cái thứ mình có lại Khi mà góc Mà còn song song Thì nghĩ ngay đến cái việc Một là so le trong Hai là đồng vị một trong hai thằng đó thôi ok chưa thì rõ ràng á là cái góc này nè a c, o là so trong với trong góc này bao luôn đúng không thằng này với thằng này so le trong nè rồi thằng này với thằng dưới đây lại bằng nhau nữa tại vì sao tại vì khi mà mình áp dụng hệ quả hình chữ nhật trong tam giác c o d vuông tại o o y là đường trung tuyến thì mình sẽ có IO bằng với IC bằng với ID bằng CD chia đôi. Tự nhiên ra tam giác cân, góc này bằng với góc này. Xong chuyện. <laughs> Nay bằng này tại vì ta nhất cân thằng này bằng này tại vì uh, so le trong với lại song song suy ra hai này bằng nhau, suy ra phần giác. Kịch. Xong bài. What IOD? IOD là cái gì? tam giác iod này là để chứng minh cái góc bên đây à, cái cái đường od là phân giác Đúng không? góc này bằng góc này nè đấy nghĩa là hai cái uh, hai cái góc này là con oc là đường phân giác con do này cũng là đường phân giác luôn Đúng không? nhưng mà nếu mà làm ở bên đây á thì phải làm tam giác oic cân cân tại i còn nếu mà làm bên đây á thì mình phải làm io song song với db rồi tam giác ido này cân à, tất nhiên kênh tài y luôn ok à, nhưng mà thôi mình làm bên đây thôi cho nên mình chỉ cần tam giác co là ngon lắm rồi ngon làm nha làm nha mình mình cần những thứ gì chứng minh uh, hình thang chứng minh đường trung bình để suy ra song song chứng minh hệ quả hình chữ nhật để suy ra tay mắt cân, xong rồi đi uh, suy ra tứ lưa thôi what co co là phân giác của góc aci acd à, uh, ờ uh, ờ đúng rồi Đúng rồi, CO là phân giác của góc ACD đúng rồi. Hợp lý. Thì mình đang chứng minh mà. không? Ồ, à, ha. Ừ, ha, hay quá, Tuấn ơi. Rồi, ôi, nguyên tám chỉ có mỗi mình Tuấn thấy rồi hả? Rồi, tao không thấy luôn. Ok, sorry, 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 sorry. Ghê yeah, thật, nguyên tám chỉ có Tuấn thấy rồi. Ôi giời lại mẹ do em đang rối toàn là tìm cớ không à, ACD Thank kiều thank you ACD sửa đề là tí ACD Ok ACD Rồi Thank you, thank you à, Có gì có vấn đề gì mà đứa có nói nha Vãi <laughs> ghê nhắc kẻ thêm luôn rồi, à con lại mẹ có quyết lên lên lớp 9 tuấn bá quá <laughs> tốt rồi tốt rồi tốt rồi ai à, cũng có thời của ta thôi đúng không ừ. thời tới người ta chạy không kịp à, người ta cạn chặn nổi rồi làm nhóm mấy đứa nhá rồi acd nhá acd nhá ok rồi làm nào đầu tiên là đi chứng minh song song để suy ra hình thang nào mình có mình có hai con hai con vuông góc đây vuông góc phải suy ra song song ấy xe xe -A. -A vuông góc với AB tại A này đây giảm hết nhá rồi BD BD cũng rửa à? BD vuông góc AB tại B gà tà luôn từ đó suy ra song song ca song song với lại uh, db rồi suy thẳng hình thang không, mấy đứa có song song rồi suy thẳng hình thang luôn sợ quá gì mà cũng suy ra c a d b là hình thang Đấy. rồi mai vô mai hai trung điểm vô bay mà ai điểm vô để suy ra hình bình hành không? Mình còn ghi hình thang CADB có làm chi Đúng không? Cứ mà miết mà miết vô Đấy mà Mà con gì? Con y À, à nhớ nhớ gọi y vô bây ơi Gọi y vô Gọi y vô sorry sorry gọi y vô Ôi trời ơi chưa y gọi Y Là trung điểm Của CD À Đường à trung điểm thứ nhất y là trung điểm CD. Đây là giả thiết để cho O là trung điểm của AB để cho luôn. Từ đó suy ra OI là đường trung bình. Trung bình của hình thang A CDB. Đấy ngon lành ra khi nó là đường trung bình suy thẳng song song luôn à, con nào ba con song song với mấy đứa nha ghi hết luôn xe song song với đi? song song với lại uh, db rồi ngon lành ra rồi để đó song song đó lát nữa mình sẽ sử dụng để làm sao đây trong Bây giờ đi làm hệ quả hình chữ nhật để suy ra à, tam giác canh. Lại mẹ sao biết chừng nào tới thời á? Ai biết được trời? À, chú biết khi nào chú ngủ dậy không? Không. <laughs> không thể nào. Lại mẹ không thể nào mà mình biết là khi nào mình ngủ dậy được bay. Đúng không? Chừng nào mình ngủ dậy thì mình mới biết mình ngủ dậy. À, lúc cái lúc mà mình ngủ dậy á thì mình ngủ dậy. Hợp lý không? Lúc nào thời tới thì mình biết là thời tới. Ai cũng được trời. Nhá. Chẳng biết được. Thật sự vậy luôn á. Vãi tè nó không hiểu ý tao, thôi tới vậy. Hay quên với nhạt. Tao nhắc vuông mày đó. Tao vuông, COD. Ủa? À đúng rồi à, tam giác vuông COD tại tại O vuông tại O có có con O là đường trung bình à nó bảy bảy oi là trung tuyến chứ bảy bạ không à oi là trung tuyến tại vì Y là trung điểm rồi đó Y là trung điểm CD Đấy. từ đó suy ra các đoạn bằng nhau hết luôn suy tứ lơ luôn suy toàn bộ luôn io bằng ID IC bằng ID bằng CD chia 2 đó ghi hết ra nha có gì xài à, ghi hết ra có gì để xài rồi à, từ đó suy ra tao nhắc cân mọi người có thấy vấn đi chưa À, tam giác ICO can Cân tại Y Đấy, đấy, ok chưa? Yeah. Rồi. Bây giờ đi chứng minh uh, cái uh, con 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 thứ ba nè, à, đi chứng minh con trung rèn ha. À, ta có có ba con à, cho nên mình sẽ có hai dòng rồi đó. Đập hai cặp góc vô là xong. Nào, góc. Góc nào với bồ Góc ICO. ICO bằng với góc Y. OC Đấy, bằng góc thứ ba nha bằng góc thứ ba nha IOC à, vì sao vậy tại vì ta nhắc cân đồng ý chưa mình đâu có chứng minh ta nhắc cân chơi đâu đâu có chứng minh chơi đâu chứng minh để xài đúng không? cân tại y một góc nè thêm cặp góc nữa góc ở dưới đây góc bên đây này góc bên trái này ACO bằng với góc IOC đúng không? IOC à vì sao? Tại vì hai lý do, một là song song, hai là so le chồng, ok không? So le chồng và song song, đường nào song song với đường nào? CA song song với là IO. Ok. Đấy. hoặc chưa? Từ đó phản hai góc bằng nhau. À, rồi, tới đây thì quá dễ rồi. Tới đây thì chắc chắn là mọi người đều làm được hết chắc luôn hai góc bằng nhau suy ra phân giác gì, gì nữa đúng không góc ico bằng với góc aco Đấy rồi suy ra phân giác cái gì, gì nữa đồng ý chưa à? con nào cd nấu no, nấu no, co là phân giác của góc A, à, C, D. Đấy. Ok chưa? Trời ơi gì vậy bay, tụi bay đang tụi bay đang học toán mà tụi bay cứ uh, ban chơi gì đâu không à thiệt tình. Gì? Là sao anh gì em mở mắt là em dậy thôi mà giống như mày không biết khi nào mày làm xong mày quất cái gì vậy là sao tụi bay đang nói gì vậy? Ok Cô B hỏi Cô B chứng minh CD CD đâu? Ừ CD kìa Tiếp xúc với đường tròn đường kính AB Mấy đứa không cần vẽ đường tròn đường kính AB nha Hay là bay vẽ vô cũng được à, Đứa nào muốn vẽ vô cũng được Đây vẽ vô để rõ ràng cũng được Đây, Thực ra mình chẳng cần đâu à, Không cần vẽ đâu Còn ai muốn vẽ thì vẽ vô đường tròn đường kính AB tra lại mẹ rồi, lật bố rồi, vẽ lật bố cái hình rồi, Chán ghê. mấy đứa vẽ đúng không? khi mà nếu mà đứa đúng, mấy đứa vẽ đúng á, là cái con y nè, nằm ngay đây nè. à không 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 không, cái con cd chứ. CD này phải tiếp xúc Trời ơi, tao vẽ hình lật hình rồi Chén cái hồn luôn Tao phải vẽ hình lại rồi Tao phải sửa hình lại một tí Vẽ hình lại hình quá Nếu như mà mấy vé vẽ đúng á Thì cái con CD nó phải tiếp xúc với đường tròn uh, Tomo nha Trời ơi, tao vẽ lại hình rồi Quá khổ luôn Có ai vẽ đúng không dạ? Mọi người có vẽ đúng không dạ? có ai vẽ tự nhiên nó không tiếp xúc không hả? À. đấy tuyệt chưa con ấy nằm đây nè xe đây ôi trời ơi gai tới giờ cái quần gai rồi gai bị giăng rồi gai C đúng không ta? C đúng rồi. Rồi. Alo. Bị găng này, bị găng này rồi, rồi. Ê, mấy đứa vẽ đường tròn cho mấy đứa ơi. Vẽ đường tròn nó sẽ dễ hiểu hơn á. Xong ra, vẽ không ra. Một phút, một phút thì vẽ đường tròn thôi nha. Nếu mà mấy đứa vẽ đúng á, đúng hình á, thì... À cái đường tròn đường kính ab hay là gọi là đường tròn tâm ô á không vẽ dễ mà Bây chọc con ba vô điểm O nè xong rồi kéo con ba có a thôi mà quay thôi nè tao vẽ rồi bài xem đấy bố con ba bài đừng lo bố lại có con ba hết đấy Đâu rồi Đây cho con ba vào điểm O nè Được chưa Quay ra đây Kéo ra con A nè xong bắt đầu quay Đấy Quay kịch cái là ra được điểm B ở đây Đấy thấy không Được chưa nhà. À, nó sẽ tiếp xúc với CD tại đây Ôi trời ơi gai rồi gai Mọi người đã bé được chưa Ok chưa mấy đứa nha cái tiếp xúc này bao đó CD tiếp xúc với đường tròn tiếp xúc này nghĩa là tiếp tuyến con B này là đang nhờ mình chứng minh chứng minh CD là tiếp tuyến của đường tròn tâm O ra đường tròn đường kính AB là đường tròn tâm O của bạn, đúng không? O trung điểm AB mà. Thì O phải là tâm của đường tròn đường kính AB. Rồi, chứng minh tiếp xúc. Này mấy đứa. Mấy đứa muốn chứng minh CD là tiếp tuyến của đường tròn tâm O ấy thì mình sẽ đi chứng minh hai thứ. CD nó sẽ vuông góc. Vuông góc với bán kính. Đúng không? vuông góc với bán kính của đường tròn tâm O. À, của đường tròn tâm O tại tiếp điểm nhá. Tại tiếp điểm. Đấy. Mà cái thể loại này thì chưa có vuông góc rồi. Đường tròn tâm O này nè. Nó chưa có một cái bán kính nào vuông góc với CD hết cho nên mình sẽ đẩy một cái vuông góc lên. Từ O. Từ O mình đẩy một đường vuông góc lên trên đây. Đấy. Thì sẽ ra bán kính Đó À Ví dụ như mình kẻ Ô Ô gì bây giờ A, B, C, D, E E, 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 hả e, Ừ, E đi oe E Vuông góc với lại C, I C, D chứ C, D tại e E Ok không À, nào Kẻ ra nhá Kẻ ra đó Kẻ C, A, O, E Vuông góc với Uh, cd tại e và nhiệm vụ của mình là đi chứng minh đi chứng minh chứng minh cd vuông góc với oe tại e đây là thứ nhất cần phải làm à, đây là việc thứ nhất cần phải làm việc thứ hai là cái gì việc thứ hai là đi chứng minh con e con e này nó thuộc thuộc đường tròn tâm O. Được chưa? Hai việc cần làm nha. Này mấy đứa ơi. Hai việc cần làm CD vuông góc với OE tại E, cái này có rồi nè. Đúng không? Cái này có rồi nè, mình kẻ vô mà. Mình kẻ OE vuông góc với CD tại E mà. Cái này có rồi, Bây giờ mình cần chứng minh thêm cái nữa E thuộc đường tròn tâm O Là được Được chưa Đi chứng minh E thuộc đường tròn tâm O là ngon lành Ok Tam giác nội tiếp à? Ồ uh, chưa tam giác nội tiếp được Điểm E chưa thuộc đường tròn tâm O tấm tuấn à Điểm E chưa thuộc đường tròn tâm O Chưa thuộc chưa thuộc Cho nên không làm tam giác nội tiếp được nếu muốn chứng minh E thuộc đường tròn tâm O ấy Thì mình phải đi chứng minh Chứng minh gì? Chứng minh con EO Bằng với Bằng với bán kính Bằng với bán kính của đường tròn tâm O Mà bán kính của đường tròn tâm O đoạn nào? Đoạn OA <laughs> Ok giờ đây là cách chứng minh một điểm thuộc đường tròn mới đó Đi chứng minh, đi nối, đi nối cái điểm đó với cái tâm của đường tròn nó lại. Cụ thể trong bài này là nối E với O lại ra cái đoạn OE. Đi chứng minh cái đoạn OE đó bằng với bán kính của đường tròn đó là tự nhiên cái điểm E đó nó phải thuộc đường tròn nó mô Được chưa? À, rồi. Bây giờ đi chứng minh EO bằng với OA. Ai hiến dùm một cách để chứng minh EO bằng với OA nào? Come on. Ghê gắt rồi tam giác bằng nhau là gắt rồi tam giác nào vậy tam giác nào vậy what sao ừ tam giác sao tam giác cao Ờ à, tam giác cao với tam giác keo quá dễ luôn đúng không hai tam giác này là hai tam giác vuông nào nó lấy không chỗ này vuông nè chỗ này vuông này cạnh huyền chung à lại mẹ góc cạnh góc tôi bay thiệt tần luôn á có cạnh góc với con khỉ ấy tôi bay thiệt tần tôi đã chỉ bay đi xét tam giác bằng nhau rồi đầu tiên phải coi thử coi tam giác à, tam giác đó có vuông hay không hai tam giác đó có vuông hay không khi mà hai tam giác vuông là coi thử coi cạnh huyền có bằng nhau hay không co là cạnh huyền là cạnh chung Bây giờ đi coi góc nhọn Góc này bằng góc này Tại vì câu A mới chứng minh xong quá sướng Đồng ý chưa Có phải câu A vừa mới chứng minh Hai góc này bằng nhau nè Cạnh huyền góc nhọn Ok chưa Khi làm cạnh huyền góc nhọn xong Mình sẽ suy ra AO bằng với OE Suy ra điểm E này sẽ thuộc đường tròn tâm O Rồi Mà nó còn vuông góc nữa cho nên CD này là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Chào chào ok chưa? Yeah. Ừ. Cạnh hồi góc nhọn nha. Work nào? Work nào này? Đây. Đây chính là phương pháp chứng minh tiếp tuyến là mấy đứa. Chứng minh hai thứ. Thứ nhất đi chứng minh CD vuông góc với bán kính của đường tròn tâm mô. Được chưa? Thứ hai đi chứng minh cái chỗ vuông góc đó, nó phải thuộc đường tròn. Ok nha yeah. Nhớ lấy hai cái thôi. Nào, đi làm tan giác bằng nhau nào. Làm nhóm mấy đứa, làm nhóm mấy đứa Tam giác CAO với tam giác CEO Tam giác CEO Và tam giác CEO Có Cạnh huyền À vuông chứ nhở Ui rồi, ôi vuông đâu Cạnh huyền à, Cốc nhọn nhá một cái là vuông tại à, A này và một cái là vuông tại E này Đấy. có gì nào mày không cho, lo không lo làm bài tao mấy lo chuyện gì không thì tình à, à, CO là cạnh chung thứ hai góc uh, góc uh, ACO đúng không ta đúng rồi ACO bằng với góc ECO mở chứng minh trên nha không vô phản thôi trời ơi cô quýt vào chưa cô quýt vào được chưa ui rồi ôi quýt bị gian rồi quít thôi khổ nhỉ CO bằng với bằng với nào vậy CEO à, CEO đó tam giác cao bằng với tam giác keo thôi ác vậy sập nguồn luôn hả ác ôn vậy sập nguồn luôn hả gạch thạch Đây là cạnh huyền góc nhọn. Đấy. Rồi, từ đó đi phán AO bằng với OE mấy đứa. Đấy, đơn giản, quá đơn giản. Khi mà O bằng với OE á thì mình đi phán điểm E sẽ thuộc đường tròn tâm O nhá. Phán E thuộc đường tròn tâm O. Được chưa? Đấy không? rồi bây giờ đơn giản thôi bây giờ mình sẽ thêm cái vuông góc vô mà con OE vuông góc với con CD tại điểm E ấy mấy đứa thấy không hai thứ nha nhắc lại lần nữa nè hai thứ đi muốn chứng minh tiếp tuyến thì chứng minh hai thứ chứng minh CD vuông góc với bán kính Đấy không Chứng minh tiếp tuyến CD vuông góc với bán kính OE tại điểm E thuộc đường tròn tâm O. Được chưa? Có thấy không? Thứ nhất nè, vuông góc nè. Thứ hai này là điểm thuộc đường tròn. Từ đó đi phán CD là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Hoặc là mình có thể phán theo đề suy ra CD tiếp xúc với đường tròn đường kính AB. Ok à, Thế nào ghi thế nào cũng được hết á mới được Suy ra CD Tiếp xúc Với Đường tròn tâm O xong. Ok giờ có nhớ cách làm tiếp tuyến chưa Có nhớ cách chứng minh tiếp tuyến chưa Nhớ là lần nữa chứng minh tiếp tuyến Là để chứng minh cái đường đấy Vuông góc với Bán kính Thứ nhất Tại tiết điểm Thứ hai là đi chứng minh cái tiếp điểm ngay đó đó. Nó thuộc đường tròn. Là ok. Được chưa nhà Nhớ chưa? Hai cái, hai cái. Rồi. Ok là chưa? Nè xem lại đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, vài dòng thôi à. Dễ lắm. Vài dòng. Cực dễ. Ok là chưa? Bài của xe nha. Qua xe nha. Qua xe bây ơi. Câu C đi chứng minh AB tiếp xúc với đường tròn đường kính CD. Đấy, bây giờ mình sẽ vẽ đường tròn đường kính CD. Muốn vẽ đường tròn đường kính CD á, thì mình cần có trung điểm của CD. Thì mình có rồi. Đúng không? Mình đã có điểm Y này là trung điểm của CD này. Sướng chưa? Điểm Y này chính là trung điểm của CD này. À, vậy là Y này chính là tâm của đường tròn đường kính CD. Đồng ý chưa? Cho nên mình sẽ cầm cái con ba mình quất cái vô điểm y. Con ba của tôi đâu rồi? Đây con ba của mình đây các cậu à. Đấy, các cậu có thấy con ba mình sướng chưa? Đấy. với con ba vô, quất cái con ba vào cái con y này. Được chưa? Bẻ ra. Bẻ cái con ba đến điểm D. Được không nhỉ? Rồi bắt đầu quay. Quay kịch một cái. À, chắc chắn luôn sẽ qua điểm C. Đấy, được chưa? Và nếu như nếu như mấy đứa vẽ đúng bài này á thì bảo đảm luôn, cái đường tròn đó nó sẽ đi qua điểm O. Bảo đảm luôn. Ngon lành luôn. À, nó đi qua điểm O. Ý thấy, thấy chưa? Thấy chưa thấy không? Bây thấy không? Đi qua điểm O nha, sướng chưa? Đi qua điểm O nha. Đấy, đi qua điểm C nè. Đấy. Được chưa? Được chưa? Quay phát đi bây ơi. Quay phát đi cho nó cho nó vui coi. Cầm cái con ba lên mà quay. Nào. Đấy, ghê chưa? Ngon lành hết chưa Ôi giời ơi nó lật bố con đê với con xe rồi Đấy Chà cái này chắc là để tao vẽ lại Này vẽ cái màu vàng nha. Cho nó ché một phát Vẽ được mấy đứa ơi mấy đứa có vẽ nó 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 trùng nó nó ngon lành không hay là vẽ lật bố rồi Đấy vẽ vàng ché lên nào cho nó vui vui nè Ôi giời ơi nó hơi lạch rồi ấy. hay chưa? có chứ, kẻ vô kẻ vô cho nó ngon lành quân ơi, cho nó dễ cho nó nhìn hình cho nó dễ. chứ nếu như mà mình không có đường tròn đó thì mình rất là khó hình dung, mình rất là khó hình dung cái hình mà tiếp tuyến. Không? tiếp tuyến thì cần có đường tròn và có một cái đường tiếp xúc với lại cái đường tròn đó không? rõ ràng đường AB trong trường hợp này đường AB tiếp xúc với đường tròn tâm y tại điểm O Ghê chưa? nào, nào một lần nữa nào, một lần nữa nha, một lần nữa đi chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn tâm y. À, ok chưa, ok chưa. Bây giờ có lẽ là mình sẽ ghi cái cái hướng đi của mình ra nha. Mình cần chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn tâm y à, đường tròn tâm y là đường đường tròn đường kính cd không đó ok em nhỉ à, thì có hai ba cách gọi mình gọi đường tròn tâm y cho nó gọn không càng gọn càng ngắn càng tốt ok muốn chứng minh ab là tiếp tuyến của đường tròn tâm y thì mình cần phải chứng minh hai thứ thứ nhất thứ nhất nè thứ nhất phải đi chứng minh IO vuông góc vuông góc với thằng nào? IO vuông góc với AB. À, con AB nó vuông góc với IO, vuông góc tại điểm O. Ok em nhỉ tại điểm O đó là cái thứ nhất cần chứng minh. Thứ hai cần chứng minh con O đó, con O đó nó là thuộc nó sẽ thuộc đường tròn tâm y đấy không? cái thứ hai cần chứng minh ô thuộc đường tròn tâm y đấy. hai cái cần chứng minh đấy thấy không muốn chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn tâm y thì đi chứng minh AB vuông góc với bán kính tại tiếp điểm là thứ nhất thứ hai đi chứng minh cái chỗ vuông góc này nè nó thuộc đường tròn đủ hai cái này là sẽ suy ra tiếp tuyển à, bây giờ làm hai bài tiếp tuyến liên tiếp nha à, hai bài tiếp tuyến liên tiếp nha ok giờ rồi thứ nhất bây giờ mình sẽ đi um, đi, đi là giải quyết từng cái một nhá à, đi giải quyết từng cái một bây ơi vì sao ab lại vuông góc với io tại điểm O vậy mấy đứa có ai thấy được cái đó không? Chắc là mọi người đều thấy chỗ vuông góc đó chứ nhỉ? Lý do cái lý do quỷ yêu gì đó vì sao IO lại vuông góc với AB vậy? Ba đường song song, ba đường song song chưa đủ. Ba đường song song suy ra song song. Để lý ba que á. Ba thằng song song với nhau nè. AC à, IO với DB là chỉ ra suy ra song song thôi chứ không có suy ra vuông góc được. À, ừ chính xác rồi đó rồi ok ok tuyệt vời tuyệt vời đúng rồi vuông góc với song song sẽ suy ra vuông góc hợp lý hợp lý hợp lý hồi nãy hồi nãy là mình đã chứng minh io song song với hai đường kia rồi đồng ý không hồi nãy mình đã chứng minh io là đường trung bình song song với ac với bd rồi nhưng mà ac nó lại là vuông góc với ab cho nên tự nhiên là IO phải vuông góc với AB thôi, một cái, thấy không? Cái này có ba dòng mà ra chứ gì nữa. Ba dòng mà ra. Ok chưa? Đúng, lấy đường nào cũng được hết. Lấy đường nào cũng được hết con à, Đường AC hay đường DB đều được hết. Tại vì sao? Tại vì hồi nãy mình chơi khôn mà. Đúng không? Tôi lật lên cái, bài, cái cái hồi nãy cho mày xem. Hồi nãy mình chơi khá là khôn đấy. Đây đây đây. Đúng không? Hồi nãy mình ghi mà song song cả ba con luôn nhá cho nên bây giờ mình lấy đường nào mình làm cũng được hết Đó, chơi chơi phải chơi khôn mày chơi khôn mới hơn người ta được ok chưa rồi xin hỏi cái này thứ nhất xong rồi nha ba dòng là xong vì sao điểm O thuộc đường tròn tâm y vì sao điểm O thuộc đường tròn tâm y hey, hey. hồi nãy mấy đứa có nắm được Cái dụ điểm e không điểm ô thì cũng vậy thôi Phương pháp chứng minh một điểm thuộc đường tròn là cái gì? Còn ai nhớ hồi nãy làm không? Có ai có ai nắm được cái hồi nãy làm không? Bắt trước thôi. Ôi trời no, không cần làm tam giác nội tiếp. What? Tam giác nội tiếp á? Ừ ờ, ừ ừ ừ ok. Tam giác nội tiếp cũng là một cách tính Tuấn à. À, được được, tớ là tớ thích cái uh, suy nghĩ của cậu đấy à nhưng mà thôi không không cần thiết tuấn à tại vì mình có sẵn rồi tại sao không lấy những thứ có sẵn mà làm có sẵn hết mày đó có sẵn hết rồi bây ơi tại sao không lấy những thứ có sẵn làm mà lại đi chứng minh cái mới làm gì vì sao ô thuộc đường tròn tâm y vài chữ là xong vì sao các cậu hả à, vì sao vậy các cô á cậu Hồi nãy cái dụ điểm E thuộc đường tròn tâm tâm O mới có nắm được không? Chắc phải nói là ví dụ điểm E quá nhỉ. Hồi nãy mình chứng minh E thuộc đường tròn tâm O thế nào? Mình đi nối điểm E với tâm đường tròn lại và đi chứng minh cái đoạn đó nó bằng với bán kính của đường tròn tâm O. Ok không? Đi nối điểm E với tâm đường tròn O và ra đoạn OE. Đi chứng minh OE bằng với bán kính OA cho nhà thì suy ra điểm E thuộc đường tròn tâm O. Bây giờ mình làm y cho em luôn. Đi chứng minh điểm O này thuộc đường tròn tâm y thì mình sẽ đi nối đoạn Oy lại và chứng minh cái đoạn đi chứng minh cái đoạn Oy cho à, một cái vàng chóe vào nè. Cái đoạn Oy này nó bằng với bán kính của đường tròn tâm y. Bán kính đường tròn tâm y là chỗ nào? là ID. Đấy. Hoặc là IC cũng được thôi đúng không? Mọi người thấy không nhỉ? CD là đường kính thì bán kính phải là IC với ID còn không chịu nó không chịu luôn. Đây là mình có rồi mà. Bé đồng ý tao không? Đúng, IO là bán kính đây, IO là bán kính đây quyết à. Có đồng ý là IO nó bằng với ID bằng với IC rồi chưa? Hồi nãy mình làm một cái hậu quả hình chữ nhật ấy. Đây, 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 còn lưu lại cái này nè. Đâu, thấy không? không? Vết hành trên lưng ngựa còn lưu lại mà. Nó đã, đã mất đi đâu đâu. Đúng rồi, chú gai đúng rồi. Đó, vậy là cái này có rồi. Thấy không? Mấy thấy không? Khi IO bằng với IC. Bằng IC đủ rồi, không cần bằng ID luôn. Bằng IC đủ rồi. Tự nhiên điểm O này phải thuộc đường tròn tâm Y Hết bài Ngon làm chưa? Xong chưa? Thấy không? Vậy là chỗ này giải quyết được rồi Có sẵn Chỗ này đi chứng minh vuông góc vô luôn Là ngon Ok Làm nha Làm nha với đó nha Có lẽ mình sẽ đi làm vuông góc trước Nha Ta có một cái song song một cái vuông góc rồi đó Đâu song song IO song song với AC, IO song song với AC một cái vì sao vậy? Tại vì chứng minh trên đúng wow, không? Nãy mình mới chứng minh xong mà, đúng wow, không? lấy những thứ cần là lấy những thứ mà đã có sẵn á, làm cho nó sướng. Thứ hai là một cái vuông góc con AC vuông góc với con AB tại A, tại vì đây là để cho nè, à, đây để cho nha, dạ thiết từ đó đi phán từ đó đi phán đâu con io ui io nó phải vuông góc với con um, con ab tại tại ô hải ngon lành cành đào chưa à, rồi bây giờ đi làm cái trò mà ô ô thuộc đường trò tâm y bây giờ mình phán luôn cũng được đúng không Tại vì mình đã có sẵn IO bằng với IC rồi Mấy đứa đồng ý không? Phản luôn mà Con ô của mình đấy Nó thuộc đường tròn tâm y Ủa vì sao thuộc vậy? Tại vì ha, <laughs> Tại vì hồi đấy mình đã chứng minh IO bằng với IC Hợp lý không? Nó lành chưa? Hồi nãy nó rồi Đúng chưa? Đó bây giờ mấy đứa chỉ cần Chỉ cần gò cái cái câu chữ của mình lại làm sao để mà nó nó thật là ngắn gọn, thật là xúc tích, à, thật là ngon lành là được rồi. À, mấy đứa không cần phải rườm ra ta có này kia từ lúc la hết, ok không? đấy cố gắng cố gắng làm sao mà 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 mà, mà, mà à, ghi nó, nó nó ngon lành lên, à, ghi nó ngon lành lên, ok chưa? rồi từ đó, rồi. bây giờ kết hợp hai thứ này lại, mọi người thấy không nhỉ? đây, io vuông góc với ab tại o mà ô lại thuộc đường tròn tâm y nữa cho nên bảo đảm luôn con ab này này nó phải là tiếp tuyến của đường tròn tâm y hay nói khác đi nói khác đi là suy ra ố rồi ơi suy ra con ab ab phải tiếp xúc với đường tròn tâm y ngon lành cành đào chưa đã thấy ngon lành cành đào chưa ok ông guys đó thằng quân thằng quân chuẩn mày sắp ngắt nè mày ngắt đi quân mày ngắt đi quân hai ba ngắt ôi chưa ngắt được à? à ok chưa nhắc lại lần nữa nè nhắc lại vụ tiếp tuyến lần nữa nè việc quan trọng này mày à Đi chứng minh tiếp tuyến là đi chứng minh hai thứ Một là đi chứng minh cái đường thẳng đấy đấy Vuông góc với bán kính Tại một điểm Ok chưa yeah. Thứ hai là phải đi chứng minh cái điểm đó Thuộc đường tròn Thì mới đủ ra Suy ra tiếp tuyến Ok chưa yeah.